Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa 21 đang hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố sắp tới. Nhằm phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể, nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý dự thảo đã được tổ chức. Nội dung của dự thảo đang được đông đảo cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân thành phố quan tâm tham gia đóng góp ý kiến. Luôn quan tâm đến tình hình xây dựng và phát triển thành phố, nên từ khi nhận được dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Đức Cam, cử tri phường Thạch Thang, quận Hải Châu đã nghiên cứu kỹ từng nội dung dự thảo. Theo ông, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố lần này cần nêu bật được nội dung của công tác phòng chống tham nhũng, đánh giá cụ thể mặt được, chưa được để rút kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ đến. Công tác phòng chống tham nhũng ở trong thời gian qua thì báo cáo cũng có đã đề cập, nhưng tôi thấy là đề cập chưa nhiều. Bởi vì cái công tác này là công tác rất là quan trọng ở trong thời gian bây giờ. Do vậy mà tôi đề nghị là cái báo cáo trong thời gian sắp tới đó là nên là phản ảnh sâu thêm những cái nội dung mà Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã triển khai về công tác phòng chống tham nhũng đạt được những cái kết quả ở trong thời gian qua. Một buổi đóng góp ý kiến của đại diện các hội đoàn thể chính trị xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức, hàng chục ý kiến tâm huyết đã được các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi. Trong đó, một số ý kiến cho rằng người dân Đà Nẵng kiên cường, đoàn kết, luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố vượt qua những khó khăn của nhiệm kỳ để tiếp tục xây dựng Đà Nẵng văn minh giàu đẹp. Vì vậy, dự thảo cần khẳng định và phân tích thêm về đặc điểm này. Cần có một bài học nữa, đó là bài học về nhân dân. Nhân dân Đà Nẵng hơn bao giờ hết. Như kinh nghiệm cái thời gian vừa qua, Đảng bộ có những cái sai lầm, nhưng nhân dân họ kiên quyết không đấu tranh kiên quyết với những cái sai trái, nhưng đồng thời cũng rất là bao dung với những cái tổ chức, những cá nhân mà thấy sai, biết mạnh dạn sửa, quay về phục vụ vì lợi ích của nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, thành phố cũng đang đại hội điểm, thí điểm cấp quận huyện để tiến tới tổ chức đại trà. Ý kiến nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang các tầng lớp nhân dân thành phố sẽ được tập hợp bổ sung hoàn thiện dự thảo. Đây là một trong những cơ sở để Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra phương hướng, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.